Trong những năm qua, nông dân trồng mì luôn thua lỗ vì mì bị khảm lá. Nhưng hiện nay ở Đồng Nai đã nghiên cứu thành công giống mì mới, kháng được khảm lá mà vẫn đạt năng suất cao. Đây là giống mì HN1 đang được trồng ở Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Giống Nông nghiệp Hưng Lộc, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Giống mì này được nhập khẩu từ châu Phi, theo Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc. Trong số 155 giống nhập khẩu về, thì qua nghiên cứu đã chọn được 6 giống chống được bệnh khảm lá, bao gồm HN1, HN3, HN5, HN97, HN86 và HN36. Tuy nhiên, giống HN1 cho thấy phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu ở Đồng Nai nhất. Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc đang trồng 15 hectare mì HN1, cây phát triển tốt, củ cho nhiều, to và đều. Với mức củ như vậy, thì năng suất mỗi hectare có thể đạt từ 27 đến 28 tấn, tương đương với giống mì thường của nông dân canh tác nếu không bị khảm lá. Ngoài chống được khảm lá, năng suất cao, độ tinh bột nhiều, thì giống mì HN1 còn có hệ số nhân giống cao. Vì cây đều, thẳng, cao, nên mỗi thân có thể nhân được 17 hom giống.